Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình giới tiết mục hợp thư truyền hình. Khán giả đầu tiên chúng tôi trao đổi là bạn Trần Bích Ngọc ở xã Tân Phong, thị xã Gia Rai, thư bạn hỏi. Theo quy định của pháp luật về lao động, công nhân sẽ được nghỉ các ngày lễ Tết trong năm. Tuy nhiên, ngoài ngày Tết âm lịch ra, một số công ty xí nghiệp để đáp ứng yêu cầu của khách hàng sẽ có tăng ca làm đêm trong ngày Tết dương lịch. Vậy tiền lương làm thêm giờ vào ngày Tết dương lịch có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không? Bạn Ngọc thân mến, theo Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về tiền lương làm thêm giờ làm việc vào ban đêm như sau. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau. Vào ngày nghỉ lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ Tết. Về các khoản thu nhập được miễn thuế tại thông tư số 111 trên 2013 của Bộ Tài chính quy định, thu nhập từ phần tiền lương tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ Luật Lao động cụ thể như sau. Phần tiền lương tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế, căn cứ vào tiền lương tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ, trừ đi mức tiền lương tiền công tính theo ngày làm việc bình thường. Như vậy khoản thu nhập được trả cao hơn ngày thường khi đi làm ngày Tết dương lịch được miễn thuế thu nhập cá nhân. Đối với khoản thu nhập được trả bằng với ngày làm việc bình thường phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của chị Phan Thị Mỹ ở xã Hưng Phú, huyện Phước Long. Thư chị hỏi. Đầu năm 2023, con tôi nhập ngủ. Sau 15 ngày thì bị trả về nhà vì mắc kém đây con tôi lại nhận thông báo đi nghĩa vụ quân sự nữa. Chính quyền địa phương làm vậy có trúng luật không? Chị Mỹ thân mến, theo luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, độ tuổi gọi nhập ngũ của công dân là từ đủ 18 đến hết 25 tuổi. Đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm quản gọi nhập ngũ thì sẽ kéo dài đến hết 27 tuổi. Vì chính quyền địa phương tiếp tục gọi con của chị nhập ngũ sau khi đã được trả về nhà, không trái với pháp luật, Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan không quy định về trường hợp miễn gọi nhập ngũ sau khi đã được trả về. Khi công dân nhận được thông báo gọi nhập ngũ, họ sẽ được kiểm tra sức khỏe để xem liệu có đủ điều kiện tham gia quân đội. Do vậy, cần xác định lại rõ việc con của chị bị gọi đi chấp hành nghĩa vụ quân sự ngay lập tức hay chỉ tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Bởi vì gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự là nhiệm vụ mà cơ quan chính quyền buộc phải thực hiện đầy đủ hàng năm. Sau khi xem xét về các điều kiện nhập ngũ, họ sẽ ra quyết định gọi con của chị nhập ngũ hay không nếu lần khám sức khỏe này mắt con của chị vẫn kém và không đạt điều kiện để nhập ngũ thì sẽ được quản nhập ngũ nhưng kỳ gọi nhập ngũ sau vẫn sẽ tiếp tục nhận được thông báo đến thăm khám việc thông báo này vẫn mang tính hình thức để xác định rõ số lượng công dân và điều kiện tham gia quân đội mà thôi còn quyết định nhập ngũ chính thức sẽ được đưa ra chỉ khi một công dân đạt đủ điều kiện tiêu chuẩn Bạn Nguyễn Thanh Tứ ở xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, thư bạn hỏi. Thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự thì khi nào phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng và trình tự thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2024 được quy định thế nào? Xin chào bạn Tứ, theo khoảng 3 điều 17 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại. Theo Nghị định số 13 ngày 19 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ, quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng, hồ sơ gồm bản chụp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị mang theo bản chính để đối chiếu. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến ban chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký lại. Trong thời hạn một ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm dắn, bổ sung các thông tin vào sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc sổ đăng ký quân nhân dự bị. Chương trình xin tiếp tục phần trao đổi theo thư yêu cầu của anh Hứa Giang Đạt ở xã Hương Thành của Vĩnh Lợi. Thư anh hỏi. Năm 2015, cho tôi cho người bạn dây số tiền khá lớn để đầu tư làm ăn. Năm 2017, do công việc làm ăn thất bại, người bạn này đã đề nghị chuyển nhượng một mảnh đất cho cha tôi để thanh toán nợ. Cha tôi đồng ý và hai bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên, mảnh đất này cho đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. Vậy cha tôi có thể bán lại mảnh đất này khi chưa có sổ đỏ hay không và phải làm gì để được đứng tên chủ quyền của mảnh đất này? Anh đạt thân mến, khoảng 1 điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của luật này. Đất không có tranh chấp. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Trong thời hạn sử dụng đất, Ngoài các điều kiện quy định trên, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền của mình còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật Đất đai và phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai. Theo quy định nêu trên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những điều kiện bắt buộc để người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng, quyền sử dụng đất của mình. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 186 luật đất đai hoặc trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 luật đất đai. Do đó để có thể thực hiện việc mua bán đất một cách hợp pháp, đảm bảo các quyền lợi của mình cũng như hạn chế các rủi ro khi giao dịch, cha anh cần thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân xã phường hoặc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện. Về nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài, chị Phan Hồng Nhung ở phường 1 thị xã Giá Rai hỏi. Tôi hiện tại kết hôn với người chồng thứ hai, người Đức, và chồng tôi muốn nhận hai con riêng của tôi làm con nuôi. Xin cho tôi hỏi điều kiện nhận con nuôi có phải được sự đồng ý của bố đẻ cháu không? Hay chỉ cần sự đồng ý của mẹ cháu là được? Trong quyết định ly hôn thì cháu lớn do tôi trực tiếp nuôi dưỡng, còn cháu bé do cha trực tiếp nuôi dưỡng. Hồ sơ của cha dưỡng thì nộp về cục con nuôi còn hồ sơ của bé thì nộp về quỹ ban nhân dân xã nơi bé đang ở phải hay không? Chị Nhung thân mến, yêu cầu của chị chúng tôi xin trả lời như sau. Trước hết về ý kiến đồng ý cho trẻ làm con nuôi. Theo quy định tài khoản 1 điều 21 luật nuôi con nuôi thì việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi. Do đó khi hai con của chị được nhận làm con nuôi bắt buộc phải có ý kiến đồng ý về việc cho trẻ em làm con nuôi của chị và bố đẻ của trẻ em, tức là chồng cũ của chị. Còn về thẩm quyền giải quyết việc nuôi con nuôi. Trong thư chị không nêu rõ chồng của chị hiện đang thường trú tại Việt Nam đã được cấp thẻ thường trú hay tại Đức. Do đó nếu chồng chị đang thường trú tại Đức thì hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi được nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện đến cục con nuôi Bộ Tư pháp, cả hồ sơ của người nhận con nuôi và hồ sơ của trẻ em được nhận làm con nuôi hoặc nộp thông qua tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép tại Việt Nam. Nếu chồng chị đã có thẻ thường trú tại Việt Nam thì hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi được nộp tại Sở Tư pháp và giải quyết theo quy định của luật nuôi con nuôi. Chúng tôi cũng vừa nhận được thư của bà Nguyễn Hồng Loan ở xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, thư bà trình bày. Tôi có gia đình đã lâu và không phải là thành viên trong gia đình hiện tại. Nay cho tôi bệnh, phải nằm điều trị tại bệnh viện, tôi là người chăm sóc. Vậy tôi có được coi là thân nhân của người bệnh hay không? Bà Loan thân mến, khoảng 11 và khoảng 12 điều 3 luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, quy định về thân nhân của người bệnh và người đại diện của người bệnh như sau – thân nhân của người bệnh là người thuộc một trong các trường hợp sau đây vợ hoặc chồng cha mẹ đẻ cha mẹ nuôi cha mẹ vợ cha mẹ chồng con đẻ con nuôi con dâu con rể của người bệnh hoặc thành viên khác trong gia đình theo quy định của luật hôn nhân và gia đình người đại diện của người bệnh người trực tiếp chăm sóc cho người bệnh trong quá trình khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh nhưng không phải là người hành nghề người đại diện của người bệnh là người thay thế cho người bệnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bệnh theo quy định của luật này trong phạm vi di đại diện như vậy thân nhân của người bệnh có thể không phải là thành viên trong gia đình của người bệnh. Bạn Nguyễn Thị Thanh ở phường Láng Tròn, thị xã Gia Rai thư bạn hỏi. Khi đám cưới, chúng tôi được hai bên gia đình tặng rất nhiều tài sản, vậy theo quy định của pháp luật, đây là tài sản chung hay riêng? Bạn Thanh thân mến, yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau theo yêu cầu của bạn Nguyễn Thị Thanh thì tôi xin trả lời như sau tại khoản 1 điều 33 của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản vợ chồng tạo ra thu nhập do lao động hoạt động sản xuất kinh doanh qua lợi lợi tuất phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp trong thời kỳ hôn nhân trừ trường hợp quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Tài sản mà vợ chồng có được thừa kế chung, được cho tặng chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Đối với quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng được thừa kế riêng, được cho tặng riêng hoặc uh, có được thông qua cái giao dịch bằng tài sản riêng thời kỳ hôn nhân gia đình tôi cũng nói thêm, đó là khoảng thời gian chung sống vợ chồng được tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt uh, quan hệ hôn nhân. Thư bạn hỏi, dù uh, chưa đủ thông tin cơ bản để xác định tài sản chung hay tài sản riêng. Ví dụ, đám cưới của bạn được tổ chức trước ngày đăng ký kết hôn hay sau ngày đăng ký kết hôn? Gia đình hai bên tặng cho nhiều tài sản mà không ghi rõ tài sản gì? À, tại, à, khi đề tặng hay cho tuyên bố cho tặng hay chỉ nói chung chung hay là cho riêng ai do đó nếu mà bạn tổ chức đám cưới rồi mới đi làm thủ tục đăng ký kết hôn thì tài sản được gia đình hai bên cho tặng tại đám cưới nếu là cho chung thì là tài sản chung của vợ chồng nếu cho riêng của người nào là tài sản riêng của người đó trường hợp đăng ký kết hôn rồi thì mới đang tổ chức đám cưới thì tài sản gia đình cho tặng tại đám cưới không ghi cho ai hay tuyên bố gì thì chỉ nói mừng chung chung thôi thì đó là tài sản chung của vợ chồng còn tài sản thuộc trang sức xính lễ tặng riêng cô dâu là tài sản riêng trừ trường hợp sau này vợ chồng có thỏa thuận khác có thể hiểu nôm na là Tài sản hợp pháp mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung Trừ trường hợp được thừa kế riêng, được cho tặng riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại